Alo anh em nha. Đây hát. Đã ăn mì qua anh em ơi, chưa ăn cơm anh em ơi. Con này ok nổi nha mọi người. Và cái đầu tiên đấy, mình muốn chia sẻ với mọi người này, nhiều anh em chúng ta làm cái thắc này, đặc biệt chúng ta lâu lâu mới gặp vài con, và đặc biệt nhiều khách hàng khó tính á, thì nói ra người ta cứ bảo cái thắc này nhiều trăm triệu không em ơi, trăm triệu không ấy, làm cẩn thận nhá. Trăm triệu đấy, nhiều khách hàng khó tính như vậy, trăm triệu, trăm triệu, triệu trăm, nên chúng ta phải tư vấn. Thì đầu tiên mang vào một con xe gọi như cũng con lợn chết, thì người ta đã thay cái bình rồi nha. Đấy, người ta thay bình vào rồi, người ta đề không nổ. Thế thì chúng ta phải tư vấn. Chứ nhiều lúc người ta có con xe người ta kỹ lắm nha mọi người. Quê em đây có nhiều khách hàng mang SH vào kỹ lắm, thì mọi người hãy biết đường tư vấn. Đây, được chưa? Rồi đầu tiên thì chúng ta hãy chụp hết hình ảnh này gửi qua Zalo cho khách hàng. Nếu khách hàng này khó tính, đây chuột cắn, nối chì đo băng keo cho nó ok lại. Đó, xử lý xong, xe nổ hoàn hảo, chập cháy cầu chì lung tung hết. Bởi vì đèn đêm đây nữa này, anh em đèn soi sương mù này. Đó, hai dây này chuột cắn dính vào nhau. Đó, thấy chưa, khi xe này hết là chưa toang, nối lại, ô xì kê. Đó, cầu chì đốt. Đây, hộp cầu chì mở bên luôn. Đó. Và tiếp tục, một người thợ chúng ta bây giờ mở lên chúng ta đề được, nhưng cái đồng hồ này nó mất hết. Đây. Đấy, bật xi nhan mà đồng hồ không chớp này. Được chưa? Đó, vấn đề là đồng hồ không lên nha. Đủ cái bệ này tháo ra cứng quá anh em ơi. Hồi giờ ai chưa tháo sao á. Rồi, rồi vấn đề ở đây là những cái dây này là chuột cắn, là không liên quan gì. Vấn đề không thể chập thì thôi, để chúng ta sẽ nối lại sau. Đấy, đấy. À, nó cắn. Đây. Rồi, mà cái đồng hồ này hiện tại nó không lên này. Đó. Thì anh em phải tư vấn và anh em phải gợi ý cho khách hàng. Nhiều bố mẹ con xe SH, nhiều bố ghê lắm đấy. Anh em cẩn thận. Đấy, sáng tôi thấy ở cái cửa hàng kia, đồ mới chửi nhau về con SH này rồi. Sáng tôi thấy cửa hàng kia chửi nhau SH là vấn đề này. Thấy chảy ở đây này, tôi đang mua phẩm này. Mang xe vào thì anh em ấy không biết làm cái gì, chảy đây, khách hàng tới nó la này. Đó, nó bảo làm chảy này, đẩy xe làm chảy boe, nhiều người ghê lắm, anh em mới chửi in ỏi. Và lúc sáng nay tôi thấy bên cửa hàng dán keo. Rồi, tiếp tục khách hàng bảo, mày làm cái gì, mày làm chảy hết giá bô của tao. Đó, inox chảy chẳng hạn như vậy. Đó, thì một người thợ vì vào trong nhà, khi con xe khách hàng vào ấy, nếu khách hàng khó tính chúng ta phải nhìn qua một bên. Đấy, nhiều ông làm xong rồi bắt đền bắt đồ, bô tao tại sao chày giá inox, nhưng con xe nó hoàn toàn là ok hết, có thể là chày trước hoặc là cho mượn xe. Đó, nên anh em chịu khó quan sát những con xe SH, gặp những khách hàng mẹ nó khó tính ghê lắm. Đấy không? Ủa, nhiều bố soi luôn cả cái mâm này nè. Đó, mới ông vô lốp có cái chày không, mới chửi ghê lắm nhá mọi người, cẩn thận. Rồi, con xe này đối với Tuấn thì nó xong hết rồi. Vấn đề là lượm lúa thôi. Tiền công này mình chạy cái này mình lấy vài trăm ngàn. OCK ép mâm này hơn 100. Báo luôn, không để chảy. 2 mép. Đó. Mọi người thấy không? Rồi, xin chào anh Trường Xuân Ứng. Và cái đồng hồ này kế tiếp mọi người kiểm tra là mọi người có thể là cấp nguồn vào. Nó như kiểu mà tháo ra tua đồng hồ chắc mọi người biết rồi. Rồi, kế tiếp chúng ta sẽ kiểm tra nguồn. Nguồn ở đây. Đồng hồ không lên nha.
Đó thì mọi người về nhà hãy quan sát, nhiều bố kỹ lắm. Rồi, cái này có hai nguồn cho mọi người, nguồn trực tiếp và nguồn sau khóa. Tắt khóa điện này mọi người nè. Cái dây này nó sẽ ăn chung với dây SU từ cổng chỉ tổng. Cái dây màu xanh lợt sọc đen, cái này là nguồn dương trực tiếp từ cầu chì, nó ăn với chân SU luôn nhá mọi người nhá. Có vẻ là nó ăn với chân 33 của SU ấy. Ô xì kê nè. Tiếp tục nguồn dương sau khóa nè. Đây các bạn lận phía dưới nè. Cái dây màu xanh đen, đen sọc nè. Và cái dây màu xanh lá sọc trắng nè. Nguồn vào mát. Các bạn tiếp tục cắm vào. Lúc này chúng ta phải bật khóa điện nha mọi người. Mở công tắc máy. Đó. Thấy chưa? OCK. Và mọi người kiểm tra mát. OCK. Thì đường dây này, hầu như cái đồng hồ này không bị chuột cắn. OK. Kiểm tra hết rồi. Đó. Vấn đề còn lại là bị đồng hồ. Đó. Hoặc là anh em có thể tra cứu trên sơ đồ để chúng ta cắm vào. Đây. Đó, đây nha mọi người. Đó, nguồn và mát. Ngoài cùng là nguồn, kế tiếp nó là mát. Thì OCK mở ra hãy bảo khách hàng đồng hồ này còn đẹp. Đó, không lên nguồn. Có vấn đề là có thể là cái vật gì ấy nó đập vào. Đấy, mình báo cho khách hàng đồng hoàng. Không nhiều lúc mẹ nó bảo là OK, xe tao đang OK. Để lâu chuột cắn. Tại sao lại toang đồng hồ? Đó, nguồn trực tiếp ở lưu đồng hồ giờ. Rồi, cái này tôi đã mở vít ra cho quý vị trước. Đây, cái này chắc có thể là một cái vật gì đập vào bể rồi. Toang. Đó, anh em có thể báo khách hàng. Nạo tiếp bụp thôi anh em ạ. Đó, thì chúng ta phải gặp báo khách hàng. Đây, bên bể hết rồi mọi người thấy không? Cái này là một cái vật gì đập vào này. Tức. Đó bể. Đó. Đó, mình báo một là thay main. Anh em hiểu không? Thay main. Đấy, còn anh em nào chuyên nghiệp thì chúng ta hàn lại. Nhận cái main này 8 lít. Rồi. Tí nữa mình sẽ sửa và đồng thời mình sẽ thay main. Anh em lấy đồng hồ ra này. OCK. Chúng ta làm sao chúng ta đừng lấy cái cốt này ra. Cốt này ra anh em không biết lắp vào nó sẽ bị rung kim nha. Đừng lấy cốt. Rồi, kim báo nhiệt. OCK. Cạo này anh em. Kim báo xăng. Đó, cạo này. Anh em lấy cẩn thận. Đó. Mình làm phạt phạt cho ba kim ra ngay. Đó thì mọi người có thể tư vấn báo. Một là thay, hai là sửa, ba là thay main. Đó, nít nẻ hết. Thì cái này anh em phải hút dàn chì này ra. Đó, thì chúng ta mới lấy được cái main này ra. Bóc tắt ra khỏi cái màn hình. Rồi, hello anh Phố Núi nhá. Đó, thì chúng ta hãy tư vấn tránh tình trạng của khách hàng mệt lắm. Nhiều người người ta có con SH thì người ta kỹ lắm mọi người. Nên đôi khi gặp vấn đề mới ông khó tính, mẹ xe cho ai mượn đụng bể lung tung rồi vào chạy chóc. Đó là cái gì mình biết là mình chia sẻ mọi người. Còn nó chuyên nghiệp thì chẳng vấn đề gì cả. Đã vào đây rồi thì phải yên tâm. Không có suy nghĩ, không có lung tung. Đó, mình nhận cái main này 800 ngàn nha mọi người. Tiền công vài trăm. Ép cái mâm kia hơn 100. Em trai em tháo ra ép cái mâm em trai. Chiều giao cho nó.
Chờ tí em thay main luôn. Đồ, test bây giờ phải hút dàn chì ra nhé mọi người. Đấy, mở một vít, hai vít. Vít, vít. Đó. Tí mọi người lắp lại, nó không ra cốt này thì nó sẽ không rung giật. Quan trọng là mọi người, đây là cào này mọi người này. Đó, cào ba chân này. Đấy, mọi người không cần phải mua cào đâu. Nhiều ngày xưa ấy, mình chưa biết thì mình cứ phải mua cào. Và đồng thời mình phải bật cái nắp rùa này lên này. Đó, anh em phải bật cái nắp nhựa này lên này. Lấy tô vít dẹp thì chúng ta mới bỏ cái cào vào chúng ta cào. Còn bây giờ lấy tay bật hết. Đó. Thì anh em hãy chịu khó một chút xíu. Cái gì cũng vậy, làm giết nó quen tay thôi. Còn khi lắp vào, kéo lại cái độ cứng. Chưa? Đó. Mình từ từ bỏ kim, mình kéo cảm thấy này. Đoạn này là cứng này. Quá rồi. Đó, dí xuống. Ok, bóc lên tiếp. Khi nó ra được một lần rồi thì anh em ra lần thứ hai rất dễ. Quan trọng là phát đầu tiên. Cái quan trọng là phát móc đầu tiên anh dần ạ. Anh phải biết móc. Còn phát thứ hai cực kỳ nó vào dễ, ra dễ, vào dễ lắm anh dần. Ok, 8 lít. Sư phụ Tuấn làm nhiều lên pro rồi, không quen tay cả mà mọi người ạ. Mọi người cứ quen tay. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đi vào trong kia. Em móc ok phê lắm. Online cái này thì không được rồi mọi người ạ. Online cái này mẹ chua như giấm ấy, không dễ ăn đâu. Rồi vào trong này kiểm tra cái main. Mô hình này chiều trả mọi người nhá. Đó, mô hình này. Được chưa? Biết cái gì thì chỉ cho mọi người vậy. Cái mền này không biết nó còn sống không thôi. Đây, đang có cái mền ghẻ này. Không biết nó còn sống được không. Để ốp cha cho nó nhanh. Anh em hiểu không? Biết cái mền ghẻ này còn sống không biết. Mẹ vít nát hết này. Ốp vào lấy 8 lít cả đã. Sống qua ngày. Biết cái gì chia sẻ mọi người thôi. Cũng không giỏi lắm. Rồi bây giờ sẽ hút xem có cấy được cái mên hay không. Không có thì phải chắc phải. Cái này bắt mấy nút nhấn. Chắc phải rời qua rời lại. Cũ quắc. Chắc là mên này còn đẹp. Ờ, tí em live stream anh Duy Lâm ơi. Bởi vì mới anh em đặt hết rồi. Tí còn mấy cái nhá. Chưa rồi không coi được đâu Thiện ơi. Còn chưa nghỉ chút đi. Cơm đi. Anh kia đi ăn cơm đi, tí về nhà ăn cơm em ơi. Ba con mô tô làm được đồng nào đâu. Nẹt bể làng bể xóm hết. Nhanh nhanh lên em ơi. Em về ăn cơm ấy. Ốc nó cứng dữ mọi người. Chủ.
phố núi. Giờ anh muốn vào học online có kịp không em? Qua năm học trực tiếp luôn anh trai ơi. Qua năm xuống em học trực tiếp luôn anh ơi. Học giờ vẫn còn được mà anh. Qua năm xuống em học trực tiếp luôn mọi người ơi. Ăn dầm xong mọi người phi thúng em luôn đi. Thì anh trai, ăn dằm xong mọi người di chuyển xuống em luôn là vừa đấy. Xuống em hết cái tháng riêng mọi người đi về. Cái này mọi người phải hút ra rồi, băn thoải mái này. Băn như con hến đấy. Đây phải hút ra cho mọi người. Làm ba cái này kiếm tiền ăn cơm, uống nước đồ mọi người ạ. Chứ nó cũng chẳng tài giỏi được đâu. Làm giết nó quen, khó quá phải thay mới. Rồi mọi người để nhiệt khoảng hơn 300 thôi. Đấy mọi người thấy không, hút một phát cảm thấy ok, nó rớt ra ngay phật phật. Đấy, mọi người cứ quen là mọi người lượng xác nó thôi. Chỉ hàn để nhiệt khoảng 300, hơn 300 cho mọi người nhá, để nhiều quá rộp ấy. Đồ nó bể ngay cái rắc cắm này mọi người này. Rắc cắm này chắc nó bịt cái gì vào, nó cắn cái gì vào à. Đồ. Test hết. Chắc cái này có vẻ là chạy được bởi vì nó bể ít. Trời ơi, lõm đây luôn này mọi người thấy không? Được. Rồi ngồi nhai cái này 700-800 được mọi người ạ. Rồi không có hốp cái này qua. Cái này về để dơ thật bụi. Thế nào? Có cái gì cả. Coi này mất mát cái gì nhiều không? À, chà chà, mất cái con này rồi. Cái này đồng hồ này mất mấy cái linh kiện rồi mọi người ạ.
Bên này sao tống này ghê thế ta. Hút thiếc như sư phụ lâu lắm sao lại lâu ăn, để phập phập cái là xong mà chắc lại chưa đầy 30 giây. Chạy cái này phải mời một hai mặt ba chủ yếu phết rồi mọi người, ba sáu bảy tám chín 11, khoảng mười mấy sợi dây ấy mọi người, đủ tống gì đây bể ghê chở đập gì đây. Rồi thôi anh em ăn cơm đi, em xử chiều nay em giao cái nhá. Một là huýt, hai là sàng. Vệ sinh cái mặt này đã. Huýt vài trăm ngàn anh em ơi. Đẹp như mới anh em nhỉ. Đâu rồi, có cái mên này. Nguyễn Thành Lâm, chào em trai.
Ê Dũng, Dũng coi anh cái thắng sau ấy Dũng. Nổi chưa? Coi thắng sau nó bảo không ăn nó biết. Lấy cái máy hút kìa, hút pháp cho nó dính dầu. Thắng sau á, ê thắng mà cái thắng sau á không ăn mà sao ông bảo không ăn ta. Thôi anh em nghỉ ngơi nhá, chào mọi người nhá.